có tùy duyên, có người thì gặp những cái pháp về thiền thì mình cứ học pháp thiền, có những người mà gặp những pháp về kinh thì cứ học kinh, mình gặp những cái pháp về về thắng pháp như là luận tạng vi diệu pháp mình cứ học vi diệu pháp cũng được, học về lịch sử Đức Phật cũng được. Nhưng với người sơ cơ thì để mà học tuần tự thì nên học về lịch sử Đức Phật trước để mình có hiểu về Đức Phật thì nó tăng trưởng được cái niềm tin cao hơn. Sau đó mình mới học pháp của Đức Phật thuyết ra. Thì khi mình cứ học những cái pháp gì mình luôn luôn cảm nhận được cái pháp này là những cái tư tưởng, những cái lời thuyết giảng của Đức Phật, thì mình hiểu rõ về lịch sử Đức Phật là tốt nhất, và mình hiểu rõ được cái con đường nào để trở thành một vị Phật như vậy. Thì đấy là những cái pháp liên quan đến lịch sử Đức Phật liên quan thì mình nên học trước, rồi sau đó thì học tất cả những pháp Đức Phật dạy ra, thì cứ gặp pháp nào học pháp đấy.